dương châu phò miền một tiên đấy bà chân dương nâng chập đam ở châu tây phò miền ở bờ sơn sơn làm nè bà đại miền một cây policy bạc hai bờ rót tái mình bầm ra riêng bà chân là xong ơi bây giờ tết đã video clip chun bao phần bây giờ mà dương mới tha phần sau này dạng mày đấy ở lại quạt nơi cầm phong sơn nơi một tí pè bà băng ôn khô men hay là mất hẹn ở lại nơi đi nơi chơi ra trên sân thẳng nơi ngay thì mấy mong làm phơ dục nhiều man chi tầm mơ mất hẹn nhóc nơi tam phơi bị chơi ra trên sân thẳng kì nơi về là chợ đo một sả lá chợ đo cả đá sang tô tá và mê lan mua mò bị cào một nhóm hạch đùa nơi về đã đua nốt nhưng khi lan nó bị ở giả rồi và tốt máu của mình mà tôi chỉ cần cái nhóm về đặt cân hai nhóm ăn sẽ ở chụp còn tay còn nhịn mơ dễ tha mơ bị dưỡng ở tha mơ bị dưỡng nó đua phim liên còn chặt thẻ an toàn hay còn chỉ chia rồi tự bạc hay và tốt máu của mình đã khơi nhà ca thay đã khơi cả lại nhà ca thay đó còn mà lợi nhưng cho tiền tay ban và hai chị là cả lắm mong khói cả men được cô mà nè còn mau có thay phải sẽ bao nhiêu chi mau về cô sẽ mặc là thì mới em tay nhung chọn thuộc để đặt ban chọn cả lại chi vì thằng chớ mà thằng cái mồm quý vị bảy tay nhung cần chỉ dùng vào tay mà nè để mặc chặt từ lúc xong đến ngay tì phẳng phi mẹ cả là nhưng mà ta xong thì đó ngay lên ta có lòng phẩy vẫn đã có thể khó khăn là sai chút của trại trà châu nhưng xong ơi xong bác chui vô rộng như ta thôi nhưng mà bà bà bôn phê mất bàn chỉ riêng hai xâm lên tua rồi bà cả nhà bà mà cả nhà đó bà rưu gọi mình sẽ lấy siêu dọn bà quát chia nơi thay một bánh quát miên cầm rô mối tiết chỉ nẹ căn đa rồi bao phẩm bơm mẹ cả ra đấy bà hình chăng đòi xa quạt cứu thạ trở ra cho nâng hai ba chỉ quạt ở bàn châu rùm hai phẩm bơm mẹ cả ra đại chỉ ngay bận chiếc rồi bao và thế chứ chỉ ngay cầm nát thì pi rồi bao bà hình chăng lớn khmui sợi ôn thạc khmui chứ khmui quạt sóc sợi mẹn tên nơi khổng tì pét đại lúc văn á quạt tàu sẩm hiếp quạt tốn hình chăng lúc văn á khá đạp rương nâng giang mách chúng biết chun bao phôn với giờ mạch thế rừng rừng chung vinh xa ra ban rừng nâng hai tờ đo là hốt đo một tray của ly si pra khai rót mật bầm ra riêng vì giằng mạch vâng chưa bà lời mới xong ôi lưu lưu đạp bay pray mất chương sẽ đạp chứ bà chẳng biết xưa bao phôn pray mất tu tem của tay cam chưa tỏ cái này bà sẽ chứ lên lực cứ chỉ lực tìm được bọc trong đại kiểm một càng tu tu thiền ấm đại gì chia tu được tu là bấy nơi không phải tài cảm phải chia đại chia chiêm rồi như thế thôi chun phải chia chun chưa được oh ba mình hà tì na tì na tì ba phần bánh khét cổng chia phải xem miền lục ở kia này dụ lục bồ ra ba còn tay để chia chiêm đất đại đất chương rồi mưu cầu hạ ca khăn nia nơi bề đại phải chia chun chưa miền tục ba ba hay lốp chúi cái bạn Matsuchita lục Matsuchita và tại sao tại khi mình tập tập con thay thay hay ở bộ hà sập là bao con cứ được dây tới vừa ở miền ca chậm đào và rắm tẹt tía như bạn hay chim sẻ mình tại chăn đi bạn mình tại chăn tì chim sẻ cứ bom ốt nơi quê để bom ốt tan nan po miền thiền ấm nó cứ sờ bài một và dương dây lẽ cả na ai bom ốt cứ đọt sai cổng vào phong hai cô ban bên chỗ nơi phía sầm lai chưa bom ốt còn bom ốt là người kỳ và hai mình men sẽ đáp thiên năm hai cứ chỉ có báo đó đi đáp hai sẽ bài chết thì vụ ấy cứ chỉ chầm lái đài bom ô tàu cả chầm lái đài prajujun tàu cả tàu khánh địa bạn chìm xếp vào sân chỉ miên bảy nhà hai cái này cả đó đi tiêu trả cho rừng mới có ông bự bự lui rừng mới có ấy chuyện gì bạn lúc mình chỉ ta còn bạn riêng riêng ăn tập một dạng sạt bị bỏ giả chun bạn ok bạn lấy xong chơi châu rừng trả cho bạn ngay thì bấy nơi vì liên mang bộ bảo dục bạn nơi bề đại khiêm đăng đẩn băng tháp miền cù thả trả cho mối nơi pleo pi ở chân mũi bạn nữ tôi múc vị trí đây chi xin xà một ký tôi múc cả ra sang tô tá cho pizza company bạn chân rồng bệnh nó cô chiên cả lá móng ở khi ông cô tạo đó lại nu hay nơi pi đại tạo đó nó cứ khơi sẽ cái đại án mình tên nơi pi đại tạo đó nếu cứ không biết lấy nước tới ba kiện lực lang mà chàng khó tạo hơi bạn nơi pi để lực lang chàng khó khi ông cô su tha mà giải không biết lấy nước cứ bỏ mạng không cả gì còn hai chọc lang mình tên
chăng nơi pê nút nhóm của ban tu sửa sắp từ pê âm môi đại hiểm school khiêm tha chui an trả cung mà play pi ở chuẩn biên một tí mỏ có tha ba chẳng còn tệ toàn từ đã bỏ nâng hai và hai chi bầm pơ cả lá chết bầm bầy không ai sẽ đến xa cho khăn na đôi sẽ cái đấy là nứt khiêm ọt chạm tế bà tìm vui với ai ta bỏ ra chỉ vật bà đôi chân hai cứ khiêm sống lại chết cứ hai là hai rồi một con bấy bà đã bấy đã quát chun tới mình tìm biết pre cô sớm mẹ bạn chắc nên biết đại tập đó thì bên nó là dương thử từ phơi sầm mông bài bắc sơn bạn hai bạn kia ao thực kỳ hai nên biết đại phơi sầm mông bài bắc hai cô kia phải dương thái thử băng lui sam thử phải mưa lụt khỏe bạn thay băng sầm mông thay kê thay chia bà bạn chắc rồng bánh nước trong thang nhưng được chỉ so tàng khứ nó sam thử từ lá tì bạn chắc còn hai thứ cái này tục sơn chắc không có thử từ đỏ lui bạn rồi giờ phê từ đỏ lui mau với là hồ đông muốn cả lại dục to thời gian và cô lôi hai bạn kia sầm lại chân ao kia thầm thử miền này ra thầm thử bạn nên quy cứ chỉ bắp bắp pet nhưng còn đây cứ rồi chỉ bắp pet có phần tái pe khác à chui cài thì tôi tức bảo sân chơi kia anh tha kia nâng thì giờ bóng lôi ao chân á và chui cài một lúc bật lên thì tên khnhi của ấy nơi bên nâng khnhi cho khăng á bị ruồi khnhi cho một túc sừng cứ bật con ta hai bạn cái lại nâng nhâm dựng công tha lâu sự chiết tá nâng chui lo sự cùng như phải thái tiền bạn hai nơi bây đây máu bổn bốn chất đọc ạ nơi bây để giống băng lưu rưu rõ ná bạn tự miên ca chẩn đặc ca bởi chun tự thọ tự ấy ấy tự bạn nơi bây để tự thọ tới khương cho ấn nâng bạch chế bí thầm đồn bạn vật chí ảnh là thọ nà bạn cho ấn đầy mùi thầm mù lớn lâu sự chiết tá bạn cho ấn cái lại nâng ạ bạch chế bí cho ấn rắn mình rắn hay lâu bật rắn bạn bây giờ mất tiếng Anh còn đang thay cho ông nó cứ chỉ chọn đại đồng này hai mình nghe bà tỷ bà hai nơi bên nước không muốn xây xây tha cọt khơi lan mở kia cọt bà nơi bên đây mở kia cọt hai ấy nữa cọt khơi lan nó thôi khỏi hai ba người tập bạn bà còn ta muốn là người tới nữa còn biết mà tôi muốn tiếp cục cân phí lấy cọt tiết bà lan bọc vì chủng hiền hai ấy p vì lấy tẻ muối mà tôi có ba cân phí lấy cọt bà cọt xây hai lan làm chốt quát sai hai mà tô hai mà tô nó kia sai thà khi nhóm chặt phải toàn hai mà tô nó có ba rốt tập bát tử hai còn khơi phần phiền này để chia mà tô nó cứ chia mà nó sợi khi mà nó mang ha chia mà nó sợi mình cua nè đánh chết đó thằng nó sao ni hai đại sừng cung dương kia hai thà bộ binh tuyệt đại hai thà bắt băng sờ khoi để cá chui cái nia hai dương mà nó cứ rút tay tay chia dương sai làm bây giờ miên yết thì thôi nó sừng cung tay còn thà khua nó bằng co khua thà chả ra cho đó nè đợt tỷ hai ba người đang bắt đầu đang làm trong cái thang thứ bốn á miên tài làm mùi tê bạn đại kỳ rốt hai khi mà nó sang tham miên và tô mùi tiệt đại chiêm mình sẽ đầy chỉ cần phải lừa tiệt hai rốt tiệt bạn khi mà nó sang tham thành công dương đó phải làm nó sao bạn xong trên lúc thì chúng ta miên ở vậy để chỉ bắt sát chun bao nhiêu tê bạn năng hơi tam tập quan xa electronic chuyển phần màn thay đi coi như bạn sẽ kết khơi tham miên rốt chun muối để quạt chút evan bị lừa rút chân nâng và một chiếc chân dương nóng thì rửa cho bọc kì và ní cư chỉ ca bắt bóng kết chuông môi đỏ thạch nô để khám ai dương trọng miền và khám ai dương trọc ở tay chui dô ở xa khá nìa và ta là ní bắt bóng ọc đầm lại chứ khám ai nâng lực chữa thì hò môi rừng ở tầm đánh nâng và hơi môi tiết miền bằng tay bởi lý mình áo tiết cứ rút lại trái cho đáy khá chú sạch cô cầu dô sạch cô khá nìa mà chắc sạch cô cái sông vô vinh sông vẹt ra bạn bạn thấy sông đó bây giờ mình chắc sẽ cố ta chắc chúng sốc chất áo cho áo bẹt cả đá hay áo bẹt cả đá luôn bình mình đã nói ta chồng vừa từ khai mùi mê cho mình rớt bán bóc kê sao hay kê khốn lại đá chó nữa nghe hay cái xong sẽ cố bánh ớt ào nâng hao cứ chưa tầm lấy mà đối với vợ bắt sờ thoa ốc ở linh hao dư nghĩa từ lọc bao đứa cạnh này khốn lại đá chó đó bình mình đó và khi hai khi có cất hà sạch cố nó cứ chia sạch cố đại kia vô từ luôn đã bây giờ chăm chỉ vất bỏ bốn cái đá hay nên bây giờ những sốc bóc kê bẹt cả đá nó cứ cái bắt bong cầm ray hay là bây giờ khôi khát ấy kế khôi khát đào côn kế bàn từ riêng sâu bạn phò bạc bọn tình tôi nâng ạ bạn tệ tôn từ nâng lâu dịch ta gọt ở ai khi mà dưới rừng cổ chân lại trả cho tòa tiết khám mây sợi nâng cứ chỉ khám mây sợi cứ chỉ xạ cao một chút sống khăn mùi rù đại trấn nâng từ lực lạc ngay thì bộ mạng ra chung sống đánh ạ kiện xảy ra mà hà thập đầy để chung sáng bạn vì bố ấy khám mây sợi nâng gọt bàn từ xóm bí đó hay xóm lực lạc nâng ạ bạn hay khám mây sợi nâng gọt mình lạc sống qua cứ được chỉ pp và pp bạn ở căn plat nưng ngày tìm phần mà cả tai chỉ ạ cả sót ngày tìm bay khai mạ cả nó còn chụp cụt thằng nào trả cho
hay con nơi tại thần tinh có thay chạp chi ở lươn chạp bán tới lươn phát lại chung sầm đạch bà chạp chi mấy cái được bạc đầy ở bà còn tờ bóng con nơi về đại cửa thả chả ra cho nó còn căng đầy chứ mà còn cái nó còn không bằng lượng lắm chứ mà còn tay còn chừ lỡ rồi còn đùn đồ bán khamay nơi chân nó cam mà con nơi chân còn chui nữa nè dễ hưởng cam mà con cái nhé bà nẹ chi lan tầm nơi nẹ chi mà tôi lỏ bột khnì hai cân khnì tiết rất bạc tại cam mà co đại thôi ca việc hai tại hai học sinh viên này khi nào tới chui bị phơi lơ đã kiến lơ tem mà to lơ tem mà đi cha khi ông mình xem tha sủng cung những bạn bao sơ là họ đó thằng sao để cho nên hai từ lục bỏ ra lục chia ta có chi hiếm bo để dai rưng sủng cung nâng đã bị chui lực tuổi sủng cung những ao rư chấm rái khang phải sơ là thọ lăng vĩnh để cho nên hai miền đại bom ổn thế đại cho rúm và còn tại xe bo ở miền đi đảm bây ai bom ổn ở tây tiên còn ban đằng lư ẩm pi sủng cung dương cua tai bằng cao nơi sờ thọ đó của mình nè miên tài xe phần nó để bom ổn ai ai chui bàn bàn bạn chui cả bàn này thì bộ ấy thì nó còn hạ ca khi chui hơi chắc bom ổn miên đầu cứ xe bàn xe nó cứ chia xe dọc bốn và xe đo chui của mình xây nắng và xe đo rương sạch cố và có là chui sạch cố tạm lỡ rồi sạch cố bỏ kế hay xong bẹ cả nằm đấy lục bạn chẳng hay hướng cặp bông sóng bạn lan đang tưởng lên kia chưa bán nó kia lướt đã lá này nhóm pin facebook bắt bắt đập lại bắt bắt đập lại bạn đã luôn sử dụng ta có miền bắc sa thạc bắt bắt đập lại bạn hay nâng sờ là thoa nâng sờ cột hai rồi cho nên miền đất thiên âm tê đã có chi diêm bạn xa rơi có cái có rùng lưng sờ là thoa đập lại này mình luôn sử dụng khai dương ao lỗ pro sa lang bình sừng khâm tha phải chi chôn dương nâng xe đã bay chạy lên bom mình là ôn đi, ở thiên âm, ao thiên âm, chui đâu phải chuyện gì, bà, ấy lấy sông bắt to từ khang mình tây được có ba bên mà đo, thả cá một hai x ba bắt con mình chui bằng pin cái tao cách bao con sao chẳng, chỉ cá bắt tới nơi bị lem màu bập bờ là hồ đông bầm bậy, rồi dẹp bên mùi màu, cứ kê rong trăm bự li, ăn miên kinh bự li na ăn tra cũng mò thì, mùi màu, bà mùi màu, nơi lưu phơi nơi tay bắt đo, bà đang đứng tu có cái còn nơi khăn miền trời bạn nơi bên đại khi ông tới đó nó cứ khi ông cứ chỉ phải chia chốn phải chia ría bạn ắt school pleasure này kì bạn smart time miền ca phục chỉ pizza cho miền berlin miền ấy ắt ắt miền tây ắt miền tây bạn ắt miền tây hai cửa thang trả ra cho đi thốn mà cái thang lan thốn lan được chưa long cửa sơ luôn buồn mưa cổ lịch sử chất phong bạn bọc phẳng háo dài dài khối có là dài khối mà tu thêm mà cân thì lấy cột hay là lán ở tầng chân mà tôi ở tầng chân chân sạc cảm thấy nó cứ chia sạc cảm thấy đại thống bạn hay ở miền bắc chia chun na hiền chạp ấy bạn hay là tập nắng cứ nơi về đại xem tập đó nắng không nhưng cổ chi dương tây từ về âm rừng mười một phép về âm đại school hai chui ở quay ấy cố mà đập bay mò đập bắn nâng với cái chạy đập bắn khí nữa hai con tháng còn vài hai ấy nhưng thảo khi này là cái mò sao chẳng nhưng còn sập lại chết ảnh đất đó chỉ vật không mình cổ chun khi tập về từ hai chim mong bay cả lá chân buồn khi mong đón tiền đàn bay rong chạm mưa tha ta miên phụ liên hà mà ắt miên phụ liên hà mà sao và to bao tiết từ pet băng lưới ca băng lưới nó của miên ca thử ta băng lưới cục và thử ca cái bà thì sao được vẻ mơn khiêm thai nhâm miên ở mà luôn tại pin đỏ mới này vô sân tập ban hết có thà bay đi đỏ cục chẳng khi ông có thử ta đỏ lưới giờ pin bổ cả láo chết đỏ mà thử ca cái hai sai lại khi ông có tẹt tuồng phải cho lan tới miên ở đây mất rừng mưa của bom bổ nó không biết sao được có chút á đó nè có thà ao tẹt tuồng từ khăn tuổi cục bạn chúng khi ông cô từ ban đo khăn tuổi cô có tha play pi ở chân mũi nó miên pì bạc hết bài chạy play pi phải tiết lộ ra bạn cô thân trả ra cho vị trí chân mũi từ mũ mà mơ dân thấp bị thấy mấy này bài trăm tập bài chạy prom một tuần thôi anh có tha ở play mặc sai nắng miên pì bà dân chỉ cô thân chốt vị trí đây sam kỳ đẹp mà đốm cứ đầm ban tuổi cô chỉ nhẹ từ từ tay bà dân chỉ mạnh mò bay kháng này bạn khang phi giá bình cứ khan miền chảy bạn hai pin nắng ạ tới khan miền chảy ạ tới prat thể lại bị liệt phần má luôn rồi ra chừng ngày nữa nhâm chừng ngon mình tên nhâm chừng ngon tha play pi ở chân môi tuần một khan miền vị trí lại chi sản một ký á ná bạn mình cua na đã khan đại thử mưa ca còn thử vị trí nắng ạ nơi chừng ngày mình lấy nơi rồi hô đo chặn cái cao tập bốn môn đo chặn cái khổ nữa á
លោកបលិទូកោគាត់ល្អឯងបាទគាត់ល្អឯងតែដល់គាត់ល្អឯងគាត់ខ្នះខ្នៃគាត់ឲ្យលេខទូរស័ព្ទបាទតែយើងតាក់ទងទៅអត់ចូលទេយើងនោះក៏ទៅដល់ផ្លូវសម្ដេចទៅឆ្ងាយចូលទៅក្នុងទៅដល់នឹងគេថាមែនទេដល់ក្នុងផ្សារបាទបាទហើយបានទៅដល់ក្នុងផ្សារវិញរួចដល់ទៅពេលដល់ក្នុងផ្សារខ្ញុំជំនាញជួនពណ៌មានផ្សេងមួយបាទខ្ញុំទៅដល់ម៉ោង3ខ្ញុំស្លៀកពាក់ធ្វើជាលក្ខណៈកក្លិកក្លាក់យកកាបូបទៅមួយដុល្លារអាកាបូបសាក់កដោមួយដុល្លារបាទដើម្បីបង្ហាញថាយើងក្រីក្របាទបាទខ្ញុំចង់ដឹងថាតើប្រជាជនក្រីក្រទៅប៉ឹងមានរឿងកើតឡើងបាទបាទរហូតដល់ធ្លាប់តែយើងទៅមួយពុះម៉ាក់ជីឡានទៅលើទៅកាន់កាបូបបើទៅអូគេអូបាទបាទបាទបោះបោះណែណែដល់តែពេលខ្ញុំទៅដល់ហ្នឹងក្លិកក្លាក់ខ្ញុំទម្លាក់សក់ទាំងអស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យវារៀងក៏ក្លិកក្លាក់មែនទេណាណាបាទតែដល់មានពលិមួយអង្គុយកំពុងអង្គុយមើលវីដេអូយើងគេបើកវីដេអូមើលបើកតែលឺលឺគេមើលវីដេអូវងបាទសុនខោអូចឹងណាបាទបាទថាបងខ្ញុំមកចង់ដាក់វាប្រដឹងទុកក្នុងចាំផ្លែគេពងប្រដឹងបាទបងបាទខ្ញុំទៅឈរសិនបើមានអីគួយបាទឈរមកស្ទុះម៉ោង 7:04 មាននារីម្នាក់ចេញមកក្នុងមកគាត់មកអង្គុយមើលវីដេអូទៀតមើលវីដេអូទៀតមើល Facebook បាទគាត់ថាបងឥឡូវបងអង្គុយក្អីខ្ញុំទៅអង្គុយក្អីម៉ោង4គុតការប្រជុំខាងក្នុងក៏ចប់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដើរចូលទៅគោះទ្វារតុកតុកតុកលោកប៉ូលីសខ្ញុំមកដាក់ពាក្យប្រដឹងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំចង់សាកមើលតើប្រជាជនទូទៅប្រដឹងមិនទៅដាក់ពាក្យប្រដឹងគេគោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយចាំផ្លាក់លេខឡានបានអត់លោកប៉ូលីសនេះក៏សួរខ្ញុំថាចាំផ្លាក់លេខឡានបានអត់បាទហើយខ្ញុំក៏អត់មានអត់ហ៊ានតបលក្ខណៈវាយគាត់វិញទេបើសិនជាខ្ញុំវាយគាត់វិញខ្ញុំនិយាយថាបើសិនជាចាប់បានអាណាប្រឹងប៉ូលីសខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងតែលោកប៉ូលីសសួរខ្ញុំថាចាំផ្លាក់លេខឡានបានអត់បើសិនជាអត់ចាំទេប្រឹងទៅអីមើលលោកសុជាតាបើសិនជាលោកប៉ូលីសគាត់និយាយអញ្ចឹងតើអារម្មណ៍លោកសុជាតាមានអារម្មណ៍មិនពេញបើអត់ចាំផ្លាក់លេខឡានបឹងទៅអីក្រៃតាមដងផ្លូវនឹងមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពទៅអីបាទធម្មតាមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពទៅអស់សំខាន់ណាស់តើតើលោកប៉ូលីសមន្ត្រីប៉ូលីសតើចង់ចាប់អ្នកណាគឺចាប់បានទេអូបាទប៉ុន្តែខ្លាចតើគាត់មិនចង់ចាប់បាទមិនចង់ចាប់បាទប្រកាសណាស់និយាយអញ្ចឹងបងប្រកាសអញ្ចឹងដាក់កាមេរ៉ាទៅអីបាទគាត់ខ្វាច់ខ្វាច់មកប៉ុន្តែធម្មតាលក្ខខណ្ឌនៃឆែកកាមេរ៉ាតើមានច្បាប់ត្រឡប់ត្រឹមទៅអាហ្នឹងយើងគ្រប់តាមបាទខ្លាចតើលោកអត់បានគ្រប់តាមរបស់គេបានគេមិនធ្វើត្រឹមត្រូវលោកប្រសាប្រសាលោកបារាត្រឹមត្រូវបាទដែលសួរសំណួរល្អគឺជាសំណួរដែលប្រជាជនចង់សួរដែរបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជំនាញជូនលោកបារាហើយនឹងប្រជាជនយើងបាទដោយសារតែយើងគ្រប់តាមនឹងហើយបានយើងមិនទូរស័ព្ទទៅមិត្តភ័ក្តិដែលធ្វើការនៅកន្លែងកាមេរ៉ានឹងបានយើងមិនទេទៅពេលអឹមដែលស្គាល់គ្នាបានយើងមិនទេទៅមន្ត្រីធំយើងចង់ដឹងអំពីចំណាត់ការតាមវិធានការមួយមួយរបស់សង្គមយើងបើសិនជារវល់ទេទៅអ្នកធំអញ្ចឹងអ្នកទៅអស់ការងារធ្វើអីអញ្ចឹងមានតែលុបមន្ត្រីចាស់ចាស់ចោលបាទលុបមន្ត្រីទៅទៅចោលហើយគ្រឿងកាមេរ៉ាលុបចោលទាំងអស់បាទបកចោលឲ្យជប៉ុនដកទៅវិញតែខ្ញុំអត់ដឹងថាតើជប៉ុនជួយឬមួយក៏អ្នកណាជួយឯងពីព្រោះនៅឆ្នាំ2000ដូចជា2010ជាងខ្ញុំបានទៅអគ្គស្នងការក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីដាក់ដេញថ្លៃកាមេរ៉ានឹងដែរណែអានេះខ្ញុំទៅច្បាស់ណាស់ឥឡូវរឿងហ្នឹងគឺរឿងមហាផ្ទៃការងារបន្ទុកផ្សេងប៉ុន្តែឥឡូវសួរថាលោកវណ្ណាថាបានទៅជួបមន្ត្រីកាមេរ៉ានឹងគេឆែកឲ្យគេអត់ឆែកទេឬមិនឆែកឲ្យដោយសារយើងមិនបំពេញបែបបាត់ឲ្យគេឬក៏យ៉ាងម៉េចទី1យើងទៅធ្វើសំណុំបែបបាត់គាត់ឆ្លើយថាមកប្តឹងធ្វើអីបើមិនជាអត់ស្គាល់ផ្លាក់លេខការងារគេផងហើយខ្ញុំឆ្លើយថាបងខ្ញុំមកប៉ឹងដើម្បីដាក់ពាក្យប្តឹងសុំឆែកមើលកាមេរ៉ាគាត់ថាឆែកកាមេរ៉ាមិនតើតើយើងស្គាល់លេខឡានចេះហៅមិនឃើញដូចហៅមជ្ឈលក្រុមអាសមុទ្រចឹងអានេះគឺជាសម្ដីបបប៉ូលីសខ្ញុំកូពីមកបាទខ្ញុំមិននឹកស្មានថាគាត់និយាយចឹងសោះក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំសើចក៏ប៉ុន្តែបើទៅខ្ញុំតាំងខ្លួនគឺជាមនុស្សតូចតាចទៅហើយខ្ញុំទៅធ្វើទួនចប់ជាមួយនឹងប៉ូលីសហ្នឹងបាទខ្ញុំចង់ថាប៉ូលីសនឹងយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលខ្ញុំទៅដល់អង្គុយនឹងម៉ោង4មាននារីម្នាក់ដែលជាលេខាហ្នឹងបាទខ្ញុំសួរគាត់ថាអូនតាណាស្មានហ្នឹងខ្ញុំត្រូវទៅចូលរួមកម្មវិធីញ៉ាំការហេផងធ្វើបន្ទោផងខ្ញុំថាអញម៉ោង4ហ្នឹងមិនត្រូវរៀបការនាំនេះចេញហ៎រួចលោកប៉ូលីសនេះផងដែរគាត់លើកទូរស័ព្ទរឹងដូចមានគ្នាគាត់ប្រមូលផឹកស៊ីហ្នឹងហើយនៅពេលនោះគាត់និយាយទៅគោះបបោកជាមួយខ្ញុំគាត់ថាប្រដឹងធ្វើអីហើយគាត់អប្រងដកឯកសារប្រដឹងមកទេតោះតែខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំមកប្តឹងដើម្បីរោគយុធធរបងបងអញជួយតិចទេអីដល់ពេលនិយាយចឹងបានគាត់ដោអាកដាស់ហ្នឹងមកបាទហើយបានតសេប្រែប្រែលឺសូរទូរស័ព្ទគាត់រោលទៀតហើយខ្ញុំថាបង
ទូរស័ព្ទរយចឹងវាយ ABC មកកែមកបងណែខ្ញុំថាទៅគាត់ចឹងថាខ្ញុំនិយាយលក្ខណៈគួរសមទេមិនមែនឌឺទេមិនតន់ឌឺទេបាទហើយទៅពេលតសេចប់ខ្ញុំថាបងឯកសារប៉ុណ្្នឹងគ្រប់គ្រាន់ទេអីខ្ញុំអាចសុំឯកសារហ្នឹងដើម្បីឡើងទៅក្រុងខ្លួនឯងសុំឆែកកាមេរ៉ាបានអត់បាទគាត់ថាពីប៉ុណ្្នឹងតែដាក់ពីប៉ុណ្្នឹងគឺទុកគេហ្នឹងហើយខ្ញុំថាអូបងជឹកខ្ញុំទៅដៃទេគេមិនឆែកខ្ញុំហើយថាបងឥឡូវខ្ញុំសុំថតបានអត់និយាយថតទៅអីបងសុំថតដើម្បីខ្ញុំបានមើលបានឲ្យថតបាទហើយនៅពេលដែលថតពុបគាត់ថាកុំភ្លេចទៅកន្លែងកាមេរ៉ាហ្នឹងមើលលេខប្រអប់កាមេរ៉ាហើយប្រាប់មកខ្ញុំបាទដល់តែពេលខ្ញុំឈីទៅដល់ម៉ោង5មើលប្រអប់កាមេរ៉ាឃើញមើលលេខតែគាត់អត់លើសាប់អត់លើបានផុតម៉ោងគាត់កាងឯងអូប្រហែលជាផុតអេផុតម៉ោងកាងឯងប៉ប៉ាប៉ាស៊ីអូនៅតែពេលគាត់លើសាប់ស្អែកឡើងខ្ញុំពេលតែគាត់បងកាមេរ៉ានៅលេខប៉ណ្ណេះប៉ណ្ណេះប៉ណ្ណេះហើយខ្ញុំអាចយកអត្តសញ្ញាណជួយបងបានអត់អាពេលដែលយើងទៅដាក់ឯកសារគាត់អត់មានថាត្រូវកាយទេបាទព្រោះអត្តញ្ញាបានក្នុងកប៉ៅខោស៊ីមបាទខ្ញុំបានកូពីប្លង់ហើយឬមួយក៏បានគ្រួសារស៊ីមយកទៅទាំងអស់បាទបាទគាត់មានទីទាំងអស់គាត់ថាបានឯងប៉ុណ្ណឹងហើយបែពួកឯងសំឡេងផឹកស៊ីលុយសួរហៅអន្ទងពលឹកលោកបាទគាត់ប្រញាប់ទៅផឹកស៊ីអុយដល់ទៅពេលហើយស្អែកឡើងបើគាត់ថាខ្វះអត្តញ្ញាបានហើយខ្ញុំថាតើខ្ញុំអាចយកជឿបងបានអត់គាត់ថាថ្ងៃសៅអាណាគេធ្វើការថ្ងៃសៅព្រោះស្អែកថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃច័ន្ទគេឈប់ទៀតអញ្ចឹងចាំថ្ងៃអង្គារទៅថាអូលោកព្រះលោកព្រះហើយបើសិនជាការឆែកកាមេរ៉ាហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងរងចាំថ្ងៃអញ្ចឹងបាទវាមិនបាត់បង់ពេលវេលាវាបាត់បង់ទំហំហាត់នេះនៃការថតកំតាញ់ខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនដែលមើលធ្វើការនៅក្រសួងហាផ្ទៃកាមេរ៉ាហ្នឹងណាបងប្អូនត្រូវស្គាល់មុខតាំងបណ្ណាច្បាស់តាមបារ៉ានេះគឺជាអ្នកសរសេរផែនការស្នើសុំតម្លើងកាមេរ៉ាឲ្យទូតទាំងប្រទេសកម្ពុជាទីក្រុងភ្នំពេញអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាស់ទំហំហាក់នេះប៉ុណ្ណាដើម្បីផ្ទុករូបភាពប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងបងប្អូនបើសិនជាបាត់បង់រូបភាពហ្នឹងបងប្អូនដឹងខ្លួនឯងហើយគឺជាអំពើអយុត្តិធម៌អាហ្នឹងតែកតនឹងគុកច្បាស់ហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនផ្នែកកាមេរ៉ាសូមមេត្តាចាំមុខខ្ញុំឲ្យច្បាស់ខ្ញុំគឺជាតំណាងប្រធានក្រុមហ៊ុនឡំងខាងផ្នែកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពបាទចាប់ឲ្យកាស៊ីណូហើយនឹងកន្លែងធំធំទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបាទខ្ញុំធ្លាប់ទៅដាក់ដេញថ្លៃឲ្យក្រសួងហាផ្ទៃហើយលោកបាទបាទដេញឲ្យបានព្រោះឯងកាមេរ៉ាបោះឡំងថ្លៃពេកគេថាយកបោះថោកថោកតិចមកអញ្ចឹងលោកកុយចក់ដែលជាមន្ត្រីរដ្ឋបាលក្រសួងហាផ្ទៃគាត់ជាអ្នកទូសាប់ឲ្យខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំទៅមើលប្លង់ខ្ញុំក៏មានប្លង់ឯកសារនៅក្រសួងហាផ្ទៃផងដែរបាទអូខេបាទអញ្ចឹងឥឡូវរហូតដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់បានរូបភាពនិងតកសញ្ញាពីមន្ត្រីប៉ូលីសឆៃកាមេរ៉ាទេឬក៏យ៉ាងម៉េចប្រកាសណាស់លោកបារាយើងមិនទាន់បានទទួលព័ត៌មានអីទាំងអស់តកតងទៅនឹងព័ត៌មានប៉ូលីសក៏អត់ឈឹងតកតងទៅនឹងខាងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពក៏អត់ឈឹងហើយនៅក្នុង Facebook យើងមានលោកម្នាក់ឈ្មោះស្អីគេពលៈរតនៈគាត់បានជួយច្រើនណាស់បាទគាត់ថាដោយសារតែតំបន់ហ្នឹងមិនតំបន់គាត់អញ្ចឹងគាត់មិនអាចលូកដៃបានទេអានេះវាគឺជាគុណធម៌មួយហើយរបស់គាត់នោះបាទបាទបើសិនជាគាត់នៅខាងទូគោកគាត់នឹងដឹកដៃដល់ជើងធ្វើឲ្យលឿនឲ្យបាទបាទបាទឥឡូវរឿងដែលមន្ត្រីគាត់ឆែកកាមេរ៉ាមិនទាន់បានអីមិនទាន់បានលោកមានចាំអត្តសញ្ញាណគាត់ដែរឬទេឬយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគាត់ថានៅពេលដែលបញ្ចប់ការនិយាយនេះខ្ញុំនឹងតាក់ទងទៅប៉ូលីសខណ្ឌមានជ័យម្ដងទៀតបាទបាទថាឥឡូវនេះបើសិនជាចំណាត់ការមិនលឿនទេមានតែមួយគត់គឺខ្ញុំនឹងកោះហៅសិស្សសាលានៃវិទ្យាល័យនឹងបងប្អូនមកកាន់ TNM ដើម្បីគឺលើកដៃ10សព្វះជូនសម្ដេចបាទឲ្យជួយឲ្យជួយពីពួកអីគាត់គឺជាក្រុមស្ម័គ្រចិត្តលើកផ្លាកបដាថ្ងៃទី7មករាដែលជាបុណ្យជាតិដ៏ធំបាទជូនបាទជូនប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺអត់បានទៅបាទអញ្ចឹងក៏ថាសូមរភាពយុតិធម៌ប៉ុណ្ណឹងហោមិនបានខ្ញុំក៏មិនហ៊ានដែរព្រោះអានឹងដែរនេះសមត្ថកិច្ចរបស់ប៉ូលីសចរាចរណ៍ប៉ូលីសឃ្លាំមើលកាមេរ៉ាអញ្ចឹងឯងបាទតាខ្ញុំសូមចូលរួមបន្តិចរឿងបញ្ហាត្រួតពិនិត្យកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនេះបាទអញ្ចឹងមន្ត្រីនគរបាលគេដាក់នៅកាមេរ៉ាទីតាំងត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពនោះគឺនៅសាលារៀនយើងពេញគឺដាក់នៅទីតាំងនោះហើយមានប៉ូលីសគេរងចាំមើលគ្រប់ម៉ោងទាំងអស់ប៉ូលីសប្រចាំការប៉ូលីសនឹងយកពីស្នងការទៅគ្នាបែបទុំ20នាក់អស់បើតាមខ្ញុំដឹងណាប៉ុន្តែអ្នកនឹងមើលបានតែមើលទេអត់ចេះប្រើ
អត់ជាប្រើបាទបច្ចេកវិទ្យាទើបតែរហូតអ្នកផ្សេងមួយទៀតមានអ្នកខ្មែរខ្មែរពួកក្រុម IT គេបាទគេចេះតែក្រុមបលិចាស់ចាស់គាត់ទៅគាត់បានមើលរូបភាពចឹងគេបាទគាត់មើលរូបភាពឯងបាទមើលបញ្ជាតាមរត់ខ្សែណាក៏គាត់អត់ចេះបញ្ជាដែរអញ្ចឹងជាការសំណពរទី1គឺថាសូមឲ្យលោកអធិការលោកតេស៊ីណូបាទអធិការនគរបាលខណ្ឌមានជ័យលោកមើលផងថាកិច្ចការទាំងអស់នោះលោកអាចជួយប្រជាជនយើងបានអត់បាទព្រោះថាថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យគ្នាទៅសុំឆែកកាមេរ៉ានឹងលោកបើថាមិនធ្វើក៏លោកត្រូវតែនាំផ្លូវថានេះអូនឯងត្រូវទៅផ្លូវនេះផ្លូវនេះបាទបាទអូនឯងទៅជួបគេឡើយនេះបាទបាទពួកគ្នាចង់បានរូបភាពហ្នឹងដើម្បីយកមកបដិងឲ្យបានច្បាស់ថាតើឡានគៀក្មេងស្រីហ្នឹងជាឡានប្រភេទអីបាទផ្លាកលេខប្រមាណហើយម៉ូតូដែលជិះកិនគ្នាជាម៉ូតូស្អីបាទគ្នាចង់បានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយប៉ុន្តែអស់លោកនាំគ្នាថាសៅរ៍អាទិត្យឯណាធ្វើការហើយថ្ងៃច័ន្ទបន់ពេលបារាទៀតបាទបើសិនជាសមត្ថកិច្ចកន្លែងលើកហេតុផលអញ្ចឹងចោលគាត់អស់បាទបាទចោលបានដៃចោលបានដៃបាទហេងសុយហេងសុយទៀតណាបាទតាមប្រភពច្បាស់ការថាអឺកាមេរ៉ាស៊ូមកន្លែងនេះអញខូចបាទហើយទៅមើលស៊ូមហ្នឹងហេតុតែខូចស៊ូមហ្នឹងរឿងនេះរឿងរ៉ាវធំបណ្ដោយបាទពីព្រោះអីកាមេរ៉ាហ្នឹងគឺជាប្រភេទកាមេរ៉ា PTZ បាទគឺជាប្រភេទអាថ្លៃដែលដាក់នៅលើតសតាមគោមនៅលើផ្លូវហ្នឹងហេតុអីបានខ្ញុំផ្សាយព័ត៌មានទៅខ្ញុំអត់ខ្លាចគេថាបើមិនជាផ្សាយទៅគេយកលុយទៅសូកន្លែងមន្ត្រីប៉ូលីសដើម្បីលុបឯកសារក្នុងកាមេរ៉ានឹងហ៊ានតែលុបឯកសារកន្លែងកាមេរ៉ានឹងមួយប្រកាសជាលុបឯកសារទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហេតុអីទីក្រុងភ្នំពេញទាំងអស់កាមេរ៉ាទាំងអស់គ្រប់ទីក្រុងភ្នំពេញត្រូវតែរត់ដែលតារូបភាពហ្នឹងព័ត៌មានរូបភាពទៅចូលទៅកន្លែងក្រុងមួយបាទហើយទឹកកន្លែង store ហ្នឹងគឺចំណាយអស់លុយច្រើនណាស់មិនមែនតិច10000ដុល្លារទេកាលពីមុនដេញថ្លៃជាង2លានដុល្លារណោះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាប្រភេទអន់អន់អញ្ចឹងវាតកតងទៅនឹងរឿងអីផ្សេងទៀតហើយបើទៅបាទនឹងរឿងនេះរឿងធំហើយបាទរឿងធំហើយយើងសង្ឃឹមថារឿងអាក្រក់មិនកើតឡើងចោះបាទហើយសំខាន់មែនតើនោះគឺថាសូមឲ្យលោកស្នងការនគរបាលរៀងពេញមេត្តាបានឃើញទូទាស់ធានអឹមផ្សាយទៅឲ្យមេត្តាពន្លឿននៅកិច្ចការទាំងអស់នេះដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនដល់ក្មេងស្រីនឹងផងហើយលោកវណ្ណានេះគាត់មកនេះគាត់ក្នុងនាមជាសប្បុរសធម៌ទេគាត់ជាសប្បុរសជនម្នាក់ដែលឃើញក្មេងស្រីហើយគាត់អត់មានលុយមានកាក់ទេហើយគាត់ទៅដល់ពេតពេតទី350000គាត់មាន30ដុល្លារគាត់មកដោលុយបានមក9យកជាងបាទមកចាប់បាទហើយទៅពឹងប៉ូលីសពឹងដូចពឹងដូចថាពឹងទៅសុំភ្លើងយកអញ្ចឹងសុំភ្លើងយកបាទហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះសំណពរទៅសុំលោកស្នងការមេត្តាពិនិត្យមើលថាព្រោះឥឡូវនេះបណ្ដឹងរបស់បណ្ដឹងនឹងលោកវណ្ណាដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងបាទខ្ញុំមិនបារម្ភទេបាទបណ្ដឹងនេះគឺបានដាក់ទៅនៅអធិការនគរបាលខណ្ឌមានជ័យហើយអញ្ចឹងបើសិនបើលោកស្នងការបានលើលោកស្នងការអាចខលបញ្ជាថាឲ្យយកមកមើលតើឆែកទៅឃើញហ្នឹងមិនព្រោះលើសូថាឡាននឹងឡានទំនើបទៀតបាទឡានទំនើបគឺតែមនុស្សមិនមែនអ្នកក្រជីបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកមាននឹងឲ្យមកគោរពភាពផ្លាច់ចូលតិចទៅបាទនឹងការខុសត្រូវបាទមិនយកទូបីអីទៅឲ្យមកចោចចាបាទហ្នឹងហើយបាទនៃការខូចខាតបាត់បង់ដៃសារីម្នាក់ណាដៃស្ដាំសពគាត់នេះឥឡូវគាត់ព្យាបាលគាត់ត្រូវការចំណាយលុយបាទអញ្ចឹងឥឡូវបើថាលោកមិនហ៊ានទេលោកយកបុគ្គលណាមកចោចចាក៏បានណាហើយគឺជាដៃដែលត្រូវកាន់ផ្លាកបដាជូនសម្បត្តិទៀតបាទហើយ7ហ្នឹងគឺជាដៃសំខាន់បាទបាទដែលលោកសេចក្ដីតាគាត់ថាគឺជាកំណត់ទី2បាទអូខេបងប្អូនបញ្ហានេះសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងនាំគ្នាជួយស្ ਿਆ ជួយដែរបានច្រើនដើម្បីឲ្យឋានៈដឹកនាំរបស់យើងបានឃើញបាទតាមការទីតាយុទ្ធធរនេះវាសំរុំតែអត់បាទចាព្រោះជួងកាលបាទជួងកាលគាត់ថាងយើងនិយាយទៅចង់វាយបហានគរបាលឬក៏ចង់វាយបហាណាអត់ទេអត់ទេករណីនេះគឺជាក់ស្ដែងគឺថាលោកវណ្ណាគាត់បានទឹកផ្ទាល់អញ្ចឹងហើយបាទនេះសម្រាប់លោកវណ្ណាម្នាក់ដែលស្គាត់ស្គាល់គេច្រើនផងត្រូវតែគេមិនទទួលការត្រូវប៉ះផងហើយចុះតម្រូវប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាបាទមើលគិតពិតតែជាពិបាកមែនទែនអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំមេត្តាមើលមន្ត្រីទាំងអស់នឹងផងបាទកុំហូបប្រាក់ខែរដ្ឋហើយអត់បម្រើរាជហើយបាទខ្ញុំសូមចូលបន្តិចបាទទង្វើរបស់ខ្ញុំនឹងគឺខ្ញុំចង់ធ្វើដើម្បីជាគំរូដល់គេទាំងអស់គ្នាផងដែរដោយលោកបារាក៏មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងថាយើងត្រូវតែធ្វើជាជនគំរូបាទខ្ញុំតែងខ្លួនធម្មតារហូតដល់ខ្ញុំទៅណាមកណាខ្ញុំតែងតែមានអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំតែងខ្លួនធម្មតាធ្វើជាអ្នកក្រមែនទែនជាមន្ត្រីធម្មតាកិច្ចខ្លះទៅដល់ហ្នឹងគឺមិនសូវមានទទួលការរាក់ទាក់ទេបាទមន្ត្រីមួយនឹងអង្គុយមើលវីដេអូធម្មតាទៅបងហើយបើសំឡេងលឺៗទៀតបាទបើសំឡេងលឺៗទៀតហើយខ្ញុំសួរថាបន្ទប់ណាឡើយដឹងបងខ្ញុំបងអត់ទៅបងបន្ទប់ណាឡើយដឹងខ្ញុំនិយាយចឹងណាបាទបន្ទប់នោះខ្ញុំដល់ពេលគោះស្វីខ្ញុំចាំម៉ោងចាំម៉ោងចូលទៅគេអត់សូវទទួលទេបាទ
គេរវល់តែលើទូរស័ព្ទបាទហើយដោយលោកជាតាក៏មានប្រសាសន៍ចឹងថាគាត់និយាយមិនមែនជាលក្ខណៈវាយប្រហារទេគឺនិយាយនេះគឺ3នាក់រូបខ្ញុំបាទនេះគឺព្យាយាមដើម្បីជួយដល់សង្គមយើងដើម្បីរកសិលធម៌បាទរកហៅថាអ្វីដើម្បីជួយឲ្យសង្គមយើងរីកចម្រើនពួកឯងបងប្អូនហ្នឹងហ៎ថ្ងៃតែងតែស្រែកថាមានភាពមិនប្រក្រតីទៅកាន់ខ្លួនដូច្នេះមានអ្វីដែលបងប្អូនជួយពួកខ្ញុំបាននៅទីនេះគឺបងប្អូនគ្រាន់តែ share វីដេអូហ្នឹង share ឲ្យច្រើនដើម្បីឲ្យដឹងរហូតដល់សម្ដេចមើលផងដែរហើយ share ឲ្យច្រើនដើម្បីឲ្យដឹងដល់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា share ឲ្យច្រើនដើម្បីឲ្យដល់ប្រទេសក្រៅដើម្បីឲ្យមើលថាមានព័ត៌មានធានមួយដែលគេតែងតែជាយាមនិយាយរកយុត្តិធម៌ជូនប្រជាជនបាទជាក់ស្ដែងរឿងក្មេងស្រីឈ្មោះសៀយ័ននេះរយៈពេលតាំងពីថ្ងៃទី3ឥឡូវនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី8ហើយมันទាន់មានប៉ុស្ណាមួយដែលហៅមកសម្ភាសដោយលោកបូរ៉ាទេលោកបូរ៉ាគ្រាន់តែលឺភ្លាមគាត់ទេខ្វាត់ខ្វែងគាត់ថាគាត់នឹងហៅថាកាត់ម៉ោងគាត់ខ្លះគាត់ខ្លះកាត់ព័ត៌មានគាត់ខ្លះដើម្បីបញ្ជ្រាបព័ត៌មាននឹងចូលជូនប្រជាជនយើងដូច្នេះបងប្អូនអ្វីដែលបងប្អូនអាចធ្វើបន្តបានគឺបន្តនៃការស្ ਿਆ ព័ត៌មាន TNM ទៅកាន់ប្រជាជនទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដោយឲ្យគេមើលឃើញថាលោកបូរ៉ានិងលោកសុជាតាតែងតែឃ្លាំមើលឬមួយក៏ការពារដល់ប្រជាជនយើងជាពិសេសពួកគាត់ទាំងពីរនាក់បានគោរពឆន្ទៈរបស់ប្រទេសកម្ពុជាស្រឡាញ់ប្រទេសខ្មែរបាទបាទជួយការចូលរួមចំណែកជាមួយសង្គមដែរអូខេបងប្អូនប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពរាប់អានដោយសារពេលវេលាមានកំណត់យើងខ្ញុំទាំង3នាក់ហើយសូមអរគុណនិងជំរាបលាបងប្អូនហើយទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយការផ្សាយលើកនោះនៅក្នុងចំណុចណាមួយសូមខន្តីអភ័យទោសប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយសូមឲ្យរកភាពយុត្តិធម៌ជូនបងប្អូនស្រីហើយជាមួយនឹងម្ដាយក្មេងនឹងផងណាដូចជាមីងទៅជាមីងបាទហើយគាត់កំពុងតែរងគ្រោះគាត់ខ្វះខាតលុយកាក់ណាគាត់ជួយសង្គមគាត់ជួយរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់ជួយស្ម័គ្រចិត្តបាទជាយុវជនស្ម័គ្រចិត្តអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនមន្ត្រីទាំងអស់បាទចូលរួមចំណែកគ្នាដើម្បីជួយរកភាពយុត្តិធម៌ពីខ្ញុំបាទនិងលោកម៉ៃស៊ីជីតាជាមួយនឹងលោកវណ្ណាខាងវណ្ណាសូមជម្រាបលានិងអរគុណបាទ